Hello quý vị và các bạn thân mến, Tony xin chào mừng mọi người trở lại kênh của Tony nha. Thì trong cái video này, đây là những cái mà giây phút mà rất là nhiều bạn, không phải everybody nhưng mà cũng có một số bạn đang đợi chờ này các bạn. Thì chỉ có 30 triệu đô la thôi các bạn nha. Nhanh tay thì còn, chậm tay là hết. Nó từ 5.000 cho đến 25.000 đô la free, không cần hoàn trả lại các bạn nhé. Nhớ kỹ, không hoàn trả lại. Thì sau đây mời các bạn xem cái video Tony sẽ chia sẻ, chứ không dám nói là hướng dẫn, tại vì mình không bằng ai, thành ra mình chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi các bạn. Cho nên mình chỉ xin dùng cái từ là chia sẻ lại cái cách điền đơn để được 25.000 đô la free. Rồi thì nó chỉ có 9 ngày thôi nha các bạn nha, chỉ có 9 ngày thôi, từ ngày hôm nay là ngày 13 tháng 7 cho đến ngày 22 tháng 7. Thành ra nếu mà các bạn thấy 9 ngày thì nó lâu, nhưng mà 30 triệu đô la thì nó nhanh lắm các bạn. Nó đi một cái rẹt một cái là hết. Thành ra nếu mà bạn nào thấy cần sự giúp đỡ của chính quyền, cần cái sự giúp đỡ mà 25.000 đô la này, thì các bạn nên xem cái video này để điền đơn. Để có thể, ý của Tony nói có thể là như thế này, không phải ai điền đơn cũng được approve và cũng được free các bạn nhé. Cho nên mình phải dùng cái từ là maybe, là có thể, tức là 1.000 cái đơn, 1.000.000 cái đơn, không phải là ai vô cũng được approve. Cho nên thì hên xui ma rủi các bạn nha. Thì cái chuyện mỗi một cái đơn, mỗi một cái application thì dĩ nhiên người ta phải xem xét và xét duyệt, đúng không các bạn? Đúng không? Đó, thành ra cái gì cũng vậy các bạn, nó cũng có cái ngoại lệ, và nó cũng có trong cái mà coi như là trường hợp mình được đủ điều kiện đó các bạn nha. Cho nên thôi, cái chuyện apply là chuyện của mình đi, còn cái chuyện người ta xét duyệt là chuyện của người ta, đúng không? Nếu các bạn không apply thì dĩ nhiên các bạn sẽ không bao giờ có cơ hội để mà được cái số tiền này, đúng không? Thành ra thôi kệ, apply là chuyện của mình, còn cái chuyện xét duyệt là chuyện của chính quyền. Rồi, nếu bạn nào cảm thấy cần sự giúp đỡ thì nên nhanh tay. Thì sau đây tôi này sẽ chia sẻ cái cách điền đơn để được 25.000 đô la free. Mời các bạn theo dõi cái video. Nhớ đừng quên bấm like, nhấn nút share nếu các bạn thấy cái video này nó hữu ích các bạn nha. Và nếu bạn nào lần đầu tiên vào kênh của Tony thì các bạn đừng quên bấm nút đăng ký và bấm cái chuông kế bên để nhận được những cái thông tin mới nhất. Rồi, mời các bạn theo dõi nha. Hello, hello, hello quý vị và các bạn thân mến, cũng như là các nam nữ anh hùng lương sông bạc. Thì đây là cái tên của cái chương trình nè các bạn. Đó, các bạn nhìn kỹ nha. Và các bạn nhìn kỹ cái chữ này nè, cái chữ này nó mới quan trọng nè các bạn. Trong một nhóm tùm lum chữ, nhưng mà một chữ nó rất là quan trọng nè, các bạn nhìn kỹ nha. Đây, cái chữ này nè, đó các bạn thấy không? Đó, tức là chữ này nó gần giống như là free rồi đó các bạn, tức là không hoàn trả lại các bạn nhé. Nè, 25k, k là k, tức là dịch ra nếu mà tính theo cái tiền là đô la đó các bạn, ngàn á, đó. 25.000 k, thấy chưa? Free, các bạn thấy chưa? Đó. Rồi. Đây, bây giờ thì mình sẽ không dài dòng nữa. Mình không đi vòng vo tam quốc, nó mất thời gian của quý vị các bạn cũng như là của các nam nữ anh hùng lương sông bạc. Bây giờ mình thẳng vào cái đơn application luôn nha. Và một lần nữa thì trước khi đi vào cái đơn application thì tôi này sẽ nói như thế này. Đây này các bạn, thì cái đơn application này đó, ok. Nó có 6 phần tổng cộng nha, các bạn nhìn kỹ nha. Số 1, thấy chưa? Rồi số 2, rồi số 3, rồi số 4. Số 4 là các bạn nhìn kỹ nha, document supporting document, tức là mình phải gửi kèm theo những cái giấy tờ, giống như ví dụ giấy tờ gì mà khai thế hay là dính dáng tới tiệm tùng hay là sao đó các bạn nha. Và số 5 là mình review lại cái application. Rồi số 6 là mình certification và mình submit. Đó, tức là nó tổng cộng là nó có 6 phần các bạn. Thì Tony sẽ chia sẻ với các bạn từ phần 1 đến phần số 4 ha. Đúng không? Rồi sau đó là xong xuôi rồi, tại vì từ số 1 đến số 4 là mình cần những điền những cái gì đó, thì Tony sẽ chia sẻ với các bạn từ số 1 đến số 4. Rồi số 5 thì các bạn tự review lại, nhìn lại những cái gì các bạn đã điền. Và số 6 thì các bạn certify là click vào cái ô là certify, là rồi sau đó các bạn hit cái submit thôi, đúng không? Rất là dễ nha. Và một lần nữa thì kỳ này Tony sẽ không có thực hành.
Tony chỉ nói bằng cái lý thuyết rồi các bạn nghe và các bạn thực hành. Tại vì một hai cái video trước á, Tony vừa chia sẻ vừa thực hành luôn thì Tony để lộ cái thông tin cá nhân các bạn. Cho nên kỳ này thì Tony coi như là cũng như là hạn chế để lộ thông tin cá nhân ra ngoài, cho nên Tony sẽ nói lý thuyết, có thể nói lặp đi lặp lại hai lần để cho các bạn nghe rõ. Và sau đó các bạn làm theo những cái gì mà Tony nói nha. Rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ đi vào cái phần số 1 trước các bạn. Đây. Nè, ha, các bạn thấy ha. Chút xíu nữa Tony sẽ để cái đường link ở bên dưới, cái đường link của cái application này nè các bạn, ở bên dưới cái video, nhớ kỹ nha. Tony xin lặp lại. Đường link của cái application này nó sẽ nằm bên dưới cái phần comment của video để các bạn click vào và các bạn có cái đơn để mà điền nha. Rồi. Phần số 1 thì bắt đầu nó sẽ hỏi là cái địa chỉ của cái business của các bạn. Thì chắc là cái này là dễ rồi đúng không? Ai cũng biết đúng không? À, tên đường, số, rồi city, rồi tiểu bang nào, rồi zip code đó ha. Rồi. Cái câu hỏi kế tiếp là cái email. Thì cái email này không nhất thiết là email của các bạn. Tại vì sao? Ví dụ nhiều bạn không có email đúng không? Thì các bạn có thể nhờ một ai email của ai đó. Nhưng mà cái email này nó cũng rất quan trọng các bạn nhé, tại vì cái này là để người ta liên lạc với mình đó các bạn. Thành ra các bạn nhờ cái email của ai mà gần gũi với các bạn để các bạn có thể kiểm tra email được nha. Rồi, cái số 3 là các bạn tự tạo ra một cái nó gọi là password, là một cái mật khẩu đó các bạn. Để mỗi lần mà khi mà các bạn nộp đơn xong, các bạn có thể vào đây để kiểm tra cái application của bạn đó, biết không? Dạ. Yeah. Sau đó thì các bạn confirm lại, tức là tạo ra rồi làm lại một lần nữa đó. Rồi sau đó các bạn kéo xuống dưới đây, các bạn click vào cái chỗ này nè. À, nhớ nha, click vào cái chỗ này thì các bạn mới qua được cái trang kế tiếp nha. Đó, đây nè, thấy chưa? Đây, sau khi các bạn click vào đấy rồi các bạn hit next, tức là qua trang thứ nhì. Thì bây giờ tôi này xin đi lại cái trang thứ nhất. Đây, mình đang ở cái trang thứ nhất ha. Rồi, địa chỉ đó, điền vào, thấy không? Email, tạo ra một cái password, confirm lại. Em not a robot đó, thấy chưa? Hit next rồi. À, bắt đầu bây giờ mình chuẩn bị qua trang thứ hai các bạn nha. Qua trang thứ hai nha. Rồi. Rồi, đây các bạn. Đây thì mình sau khi mà các bạn làm hết trang thứ nhất thì các bạn hit cái chữ next thì nó sẽ qua trang thứ hai. Thì trang thứ hai này là mình sẽ trả lời những cái câu hỏi này nè các bạn. Để coi con mình có eligible hay không, tức là mình có đủ điều kiện hay không nữa các bạn nhé. Đây, câu hỏi thứ nhất là các bạn có 30 nhân viên trở xuống đúng hay không. Đây, các bạn hit vào đúng hay không. Ví dụ nè, các bạn nhìn chữ nha, true or fail đó, thấy chưa? Thì nếu là dưới 3 nhân viên thì các bạn để true. Rồi, kế tiếp câu hỏi số 2, bạn đã từng nhận những cái assistant from Harris County loan chưa? Đó, các bạn nhìn kỹ nha. Nè, cái chương trình này nó gọi là LEAP của chương trình Harris County before chưa đó. Tức là nếu bạn đã nhận rồi thì có thể bạn không đủ điều kiện để nhận cái chương trình này. Còn nếu bạn chưa nhận cái chương trình này LEAP thì bạn có thể đủ điều kiện để nhận cái chương trình 25.000 đô la free này đó, các bạn nhìn kỹ nha. Nè, chưa có nhận đúng không? Yes, mình để true đó, mình hit vào cái chữ true đó các bạn thấy không? Đó nè, true tức là đúng đó các bạn nhé. Rồi, câu kế tiếp nè, bạn đã mở cửa làm việc cả một năm 2019 đó, thấy chưa? All the way until right now đó, thấy chưa? Tức là làm việc cả năm 2019 và cho đến hiện tại bây giờ, đúng hay sai? À, đúng thì mình để vô đúng, thấy chưa các bạn ha? Đó, thấy chưa? Rồi, kế tiếp bạn đã bị ảnh hưởng bởi Covid-19, đúng hay sai? Hầu như là cái câu hỏi này everybody đều trả lời đúng đó, tại vì ai cũng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 đúng không các bạn? Đúng không? Bây giờ dù cho mình ở phương trời xứ lạ nào đi nữa, nói tóm lại mình đang ở trên cái mặt đất này là mình đều bị ảnh hưởng bởi Covid-19 đó các bạn. Cái này là coi như là cả nhân loại bị ảnh hưởng rồi chứ không riêng gì một cái nước nào các bạn nha. Rồi, mình đề true. Đó, thấy chưa? Thì nói tóm lại trang thứ hai này nó rất là dễ các bạn.
mình tự trả lời những câu hỏi coi coi mình có đủ điều kiện để mà apply cái chương trình này hay không đó các bạn nha. Rồi kế tiếp đây nè, thôi chưa xong đâu các bạn nha, cái này mới phần nửa trang thứ hai nè, còn phần nửa dưới nè đó. Trả lời tiếp tục nè, là bạn đã has not engaged illegal act under ok true ok. Eligible to receive federal state of Texas funding. True quá các bạn. Nãy giờ là tôi đi cho nè, nhìn kỹ nha. Rồi tiếp tục nha. Bạn do not have owner current under bankruptcy. True. Rồi kế tiếp. Not government entitled, True. Rồi kế tiếp. Nhiều câu quá các bạn ha, không phải dễ ăn đâu đúng không các bạn. Cái gì mà nó free á là nó khó nuốt lắm các bạn, đúng không? Cái gì mà mình bỏ tiền ra mình mua đó thì nó dễ nuốt, chứ mình cái gì mà nó free á nó khó nuốt lắm. Rồi câu kế tiếp đây. Do not operate risk. True. Rồi câu cuối cùng, cái gì đây? You stand with the help. Yes. Mình không thiếu nợ thế này kia rồi đó các bạn nha. Rồi bắt đầu mình hít chữ next. Bây giờ là mình qua phần số 3 này các bạn. Đó, nhìn kỹ nha. Thì nó hỏi về cái gì, các bạn nhìn kỹ nè. Business information. Đó, các bạn nhìn kỹ nha. Thì bây giờ các bạn sẽ đề vào cái tên tiệm của các bạn ngay đây. Tên tiệm ngay đây. Thì nếu cái tên tiệm nó giống như cái DBA thì các bạn cũng điền giống nhau rồi. Ví dụ các bạn dùng cái số social khai thế thì các bạn click vào đây. Các bạn chọn số khai thế hay là số social, đúng không? Rồi cái địa chỉ tiệm đó, cái địa chỉ business đó nha. Tại vì cái này nó đang hỏi về cái business của các bạn, đúng không? Rồi cái địa chỉ, số phone, nếu có website hay không. Rồi cái ngày mà bắt đầu, cái ngày bắt đầu là bạn ấy cái tiệm đó, đúng, biết không? Đó, đây nè. Nếu có cái phát number thì để. Rồi cái income của các bạn nè, income nè các bạn thấy không? Nè, income nè ha. Gross nha các bạn nha, là total trước khi á. Đó. Điền hết những cái này vô. Nè. Nó hỏi nè. Organization thì bạn chọn. Đây nè, thấy chưa? Đó, thường thường đa số tiệm nail, tiệm tóc, tiệm bánh mì, tiệm phở, nhà hàng gì thì chọn cái ở trên nha các bạn nhé. Còn ở dưới này là partnership hay là sao sao đó, ở chứ không nè, corporation hay gì đó các bạn tự chọn vào nha ha. Đó, thấy chưa? Rồi thì các bạn hít vào đây là small business nè, các bạn nhìn kỹ nha, chọn ngay chỗ cái ô này là small business. Rồi rồi sau đó bắt đầu các bạn mới chọn một cái gì về cái chuyện mà business của bạn làm là về cái gì nè, ví dụ nè personal care hay là food hay là cái gì đó, nói tóm lại là các bạn nhìn thấy cái gì mà các bạn ví dụ mà nó dính dáng tới cái business của các bạn thì các bạn chọn vào, đúng không? Đó, đây nè. Ví dụ làm nail đi, làm nail thì bây giờ trong đây không có chữ nào làm nail, đúng không? Các bạn nhìn kỹ nè, không có chữ nào làm nail cho nè, đúng không? Thấy không? Nhìn nè, thì mình gọi là cái gì? Personal care. Hoặc là yes, đúng rồi. Dạ. Yeah. Đâu rồi? Right here. Đó, thấy chưa? Còn nếu các bạn là bán bánh mì đi, đó là tiệm bán bánh mì nha, đâu rồi? Ở food nè, nãy tôi đi mới thấy chữ food đâu rồi? Nó như nằm vòng vòng nè, food nè các bạn đó, thấy chưa nè? Quá, hoặc là các bạn là cái gì đó? Warehouse hay là professional service hay cái gì, nó tóm lại tự các bạn biết các bạn chọn vào nha. Rồi, đâu rồi? Rồi. Còn nếu mà không có những cái mà các bạn làm mà không có trong cái list này thì các bạn có thể tự viết vào đây, tự quánh vào đây cái gì á nè. Đây nè, please explain nè. Nếu không có mà những cái chọn ở trong này thì các bạn tự quánh vào đó. Rồi sau đó bắt đầu nó hỏi các bạn nè, nhìn kỹ nè nha, nhìn kỹ nha. Nè, cái business của các bạn đã có receive PPP hay là EIDL chưa? Đó, các bạn nhìn kỹ nha. Đó. Nhớ nha, nếu có thì sao? Yes. Nếu chưa nhận được cái giống quá gì hết ấy, ví dụ đi mình chưa nhận được một cái chương trình nào hết á,
thì mình nói no các bạn nhé. Còn nếu các bạn nhận một trong những cái chương trình này thì các bạn phải nói yes. Đó, rồi, thấy chưa? Đó, thấy không? Rồi. Đây nè. Nó hỏi bạn là nếu mà bạn có nhận được những cái chương trình PPP EIDL á thì bạn đã xài cho cái gì đây? Nó hỏi nè, thấy chưa? Thấy chưa? Thì mình điền vào đây, mình đề là mình xài cho gì, cho tiệm tùng, cho supply, cho bill bổng, cho lương bổng đó. Đó, rồi cái này thì cái câu hỏi này thì hồi nãy ở trên là ấy rồi, thì mình trả lời no nếu mà mình chưa có nhận cái chương trình LEAP này các bạn nhé. Rồi. Rồi bắt đầu nè, các bạn có bao nhiêu employee? Một mình các bạn thì các bạn ví dụ đi. Một mình các bạn tính là số 1 rồi đó nha. Tức là ví dụ các bạn có cái tiệm bạn có 5 người cộng với bạn nữa là 6 người, các bạn phải đề 6 vào đây chứ không có đề 5 nha. Tính luôn bạn nữa đó, nhớ nha. Đó. Rồi. Bao nhiêu employee permanent full time đề vào đấy. Contractor 1099 đề vào đấy. Part time nếu có đề vào đấy. Tiền mà các bạn trả lương á, hàng tháng á, bao nhiêu total lại hết đề vào đấy. Monthly fixed cost đó thì các bạn đề vào đây, những cái chi phí này kia đó đề vào đây. Rồi eligible đây, cái chỗ này mới quan trọng nè. Cái này là chi phí lương cho tất cả các nhân viên, rồi chi phí các bạn xài, rồi trừ ra còn lại cái con số và không phải chi phí lương, chi phí tiêu xài, total lại ngay đây để mà bạn eligible để mà được được free đó các bạn nha. Đó, cái total á, total của hai cái con số này bỏ vào đây để được free đó nha. Rồi. Bây giờ thì bắt đầu tới phiên các bạn điền tên của các bạn vào. Bây giờ là tới information personal của mình đó. Đó. Đó, thấy chưa? First last name, số social, địa chỉ nhà, email, phone number. Rồi, thấy chưa? Bạn khá thế nè, number of household nè, có bao nhiêu người, income bạn là bao nhiêu, xong xuôi hết rồi gì. Bạn hit next thì nó sẽ qua cái phần số 4. Phần số 4 thì là cái gì? Phần số 4 là phần mà hồi nãy Tony nói đó, là các bạn sẽ chụp hình những cái document, là những cái giấy tờ đó các bạn, để các bạn bỏ vào đây nè, để các bạn supporting, tức là các bạn phải gửi kèm với cái application này. Thì dễ lắm, các bạn lấy cái điện thoại ra, các bạn chụp hình những cái giấy thế của các bạn. Thì trong giấy thế thì nó có schedule C, rồi những cái tiêu xài của các bạn, những cái mà phần các bạn trả lương này kia nọ rồi ha. Rồi, à, xong. Thì khi mà các bạn chụp hình, các bạn bỏ vào cái laptop thì nó sẽ nhảy lên cái phần số 5, là bạn review lại những cái gì mà bạn đã làm từ số 1 cho đến số 4. Phần số 5 là mình chỉ đọc lại thôi. Phần số 6 là các bạn click vào cái certification, là các bạn coi như là certify với người ta là các bạn khai đúng sự thật có biết không. Rồi các bạn hit submit và thế là thôi các bạn nhé. Hello các bạn nha, thì sau vài phút tôi đi chia sẻ với các bạn cái cách điền đơn để mà được 25.000 đô la free, để mà giúp cho cái business mình đứng vững cũng như là ráng đứng dậy để vượt qua cái cơn đại dịch này bị ảnh hưởng bởi Covid-19 đó các bạn. Thì hy vọng là các bạn sẽ cập nhật mà coi như những cái gì mà Tony chia sẻ, tại vì hôm nay Tony chỉ chia sẻ bằng lý thuyết chứ Tony không có chia sẻ thực hành luôn, tại vì hôm nọ thì Tony lỡ mà khi mà thực hành á đã để lộ cái thông tin cá nhân, bây giờ Tony rút kinh nghiệm, Tony chỉ chia sẻ bằng lý thuyết thôi các bạn nha. Còn nếu các bạn nào chưa cập nhật được chính xác thì các bạn có thể comment bên dưới cái video để mà đặt câu hỏi rồi Tony sẽ trả lời trong cái mà coi như là khả năng của mình á ha. Rồi thì một chút xíu nữa tôi sẽ để cái đường link của cái application này bên dưới, nếu bạn nào cần thì các bạn click vào và apply, và chúc các bạn good luck nha. Rồi nếu các bạn thấy cái thông tin này nó hữu ích thì đừng quên bấm like và nhấn nút share để mọi người cùng biết các bạn nha. Rồi nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết, chỉ có 30 triệu đô la thôi. 30 triệu đối với mình thì mình dưỡng già, nhưng mà đối với những cái chương trình như thế này á thì nó đi rất là nhanh. Người ta cho mình thời hạn 9 ngày từ ngày 13 đến ngày 22, nhưng mà có thể trong vòng 2-3 ngày nó hết tiền giờ đó, thành ra nhanh lên các bạn nha. Rồi, bye bye and see you in the next video.